xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình Đồ vật yêu thích. Mình là MC Sam Sam, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Các bạn ơi, chắc hẳn ai cũng có một đồ vật mà mình yêu thích đúng không? Sam Sam cũng vậy. Bây giờ Sam Sam sẽ chỉ cho các bạn biết đồ vật mà Sam Sam yêu thích nhé. Và đây là một chú bạch tuộc cảm xúc. Chú bạch tuộc cảm xúc này nó có màu xám và màu đen. Khi mình lật mặt xám ra thì chú bạch tuộc cảm xúc này sẽ cười. Còn khi mình lật mặt đen ra, chú bạch tuộc cảm xúc này sẽ buồn. Mình thường hay ôm chú bạch tuộc cảm xúc này đi ngủ. Các bạn có thể mua chú bạch tuộc cảm xúc này ở siêu thị, ở cửa hàng đồ chơi. Còn các bạn thì sao? Đồ vật mà các bạn yêu thích là gì? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé. Bây giờ, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.